bạn ơi, các bạn có biết điều gì không? Thì hồi nãy lúc mà mình mới đi học về đó, thì mình đã bóc được một cái mình bóc cái hộp á các bạn, và nó ra cho mình là một cái xe. Và hồi nãy là mình mới bóc thêm một hộp nữa sau khi mà mình đi bắt lá đó. Thì bây giờ các bạn biết gì không? Các bạn đợi đi, nó đang lốt. Sao lâu quá vậy ta? Ta-da! Mình đã có hai xe trong một lúc trong một ngày luôn các bạn. Một lúc trong một ngày mình đã có cái xe, và bây giờ mình chỉ thiếu cái nón thôi đó. Đây, bây giờ thì mình bóc thêm hộp này nữa nha. Đây, mình còn có không lá phong thôi các bạn. Cái nón nó đi là mưa. Không sao các bạn, đây mình mặc nguyên một cái set đồ của nó luôn nè. Nhưng bây giờ mình có hai cái xe, mình nên làm gì đây các bạn? Bây giờ mình sẽ chạy thử cái xe nha. Dạo này game lắc kiếm. Oh my god. Mimi. Đã quá các bạn ơi. Ôi kìa. Trời ơi, mình không ngờ luôn các bạn, nó không ra cho mình nổi cái nón mà nó ra cho mình thêm cái xe nữa. Chịu nổi không? Chạy quá trời mạnh luôn. Ha! Nhả bí cho các bạn nha. Các bạn ơi, xe này có tốc độ 6 đó, là mình nghĩ nó cũng khá nhanh nha. Còn cái xe Brown chỉ có tốc độ 3,5 thôi, nó rất là chậm. Đó, và cái xe này là màu đen, có thể mình nghĩ là hai người. Và có chữ Jean nè. Ôi dễ thương quá à. Mình lúc đầu mình thấy cái màu này, mình nghĩ cái xe nó sẽ là màu đỏ. Trời ơi vui quá à. Bây giờ mình chỉ cần cái nón nó thôi là mình đủ bộ đó các bạn.